Hi, bạn chào mừng bạn đến với channel mình là Hypergaming đây. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn bất ngờ, một điều bất ngờ đối với ổ HDD 256 MB của laptop mình nhé. Nhưng mà nó cũng là 5400 dòng thôi nha các bạn, 5400 một dòng đó. Và mình sẽ khởi động lên thử này. Rất là nhanh luôn nha các bạn. Hãy rồi sẽ bấm giờ liền luôn. Cho các bạn bất ngờ. Này Win 10 nha các bạn. Không, máy này là không tất cả màn hình luôn nha các bạn. Này Intel HD Graphics 4500. That's the wrong number. Nhanh không thể nào tin tưởng được luôn các bạn. Quá này nhanh. Đấy. Các bạn thấy không? Vô đây nó không hề khởi động gì hết. Thì tính ra là chỉ tốt 30 giây thôi nha các bạn. Nhưng mà mình đã để hơi lố là 4 45 giây. Mình sợ các bạn à. Đấy. Nó khá nhiều phần này nọ đúng không? Đấy, vì các bạn biết lý do vì sao không? Thứ nhất, mình tắt tới Windows Time. Thứ hai, mình tắt luôn Windows Update. Thứ ba, mình tắt tới Windows Lakuda vậy, Lakuda Time. Và cái thứ tư mình tắt luôn ta Bluetooth xe mà xe viết luôn nha các bạn, mình tắt luôn. Rồi cái năm mình disable cái cover Bluetooth thì mình không cần thiết, mình tốt loa nhưng mà mình sẽ cắm loa bằng dây cho nó truyền mạnh hơn, nó lại nghe phê hơn nữa, lại pin nó không bị tụt. Mình thực ra mình dùng loa Bluetooth chứ không phải là loa PC. Loa PC thì mình để ngoài và dàn máy PC mình để ngoài phòng khách rồi, nên là vậy đó. Ấy mình tắt những thứ đó thì máy nó sẽ chắc chắn nó sẽ chạy rất là nhanh. Và các bạn lưu ý nhớ tắt luôn cả token time nha, luôn nha các bạn, token time. Thế đó là làm cho máy của bạn nó khởi động khá là chậm, mình thật sự với các bạn luôn, khá là chậm. Là các bạn hãy tắt mấy thứ đó giùm mình đã có clip hướng dẫn cách tắt ở mấy clip trước đó. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả mấy clip đó luôn nha các bạn. Ok, nhưng mà các bạn thấy hay các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình và nhớ để lại comment ở bên dưới nhé. Và bây giờ mình chơi GTA 4 thôi. Bye.